Chào các bạn đã quay trở lại channel Code là Ghiền. Thì cái video này sẽ hướng dẫn các bạn xuất cái dữ liệu ra cái Excel. Mình đã hướng dẫn nó trong cái JavaScript với lại Angular. Thì chúng ta sẽ dùng cái code ở trong cái JavaScript để mà mình viết cái xuất cái dữ liệu ở trong cái React.js nha. Ok. Rồi thì mình sẽ dựa vào cái giống như là cái React.js mà bữa mấy cái video trước đã học về Material UI đó, mình có một cái bảng ok, thêm một cái cột lương nữa đi, đó giả sử như vậy thì mình có cái nút này. Thì cái bữa trước là nó xuất ra được cái Excel, nhưng mà mình dùng cái XLSX thì cái component đó người ta có tiền thì mà nó còn phải cái này cái nọ nữa. Ok, thì mình hôm nay sẽ làm cái XLJS component. Thì cái component này rất là hay. Mình xài cũng chuyên xài ở trong cái công ty rồi này nọ. Ok. Trước nhất là cái bảng này, thí dụ như mình có cái nút này phải không? Bây giờ mình vào cái nút này. Mình đổi thành một cái nút khác, mình nói thí dụ, ok. Thì chúng ta sẽ làm một cái component. Thì cái component này nó chỉ có một cái nút thôi. Đó, ok. Cái nhiệm vụ là chỉ làm một component có một cái nút. Rồi, đơn giản à. Rồi thì cái component, mình create một cái component giả bộ mình đặt là export to Excel component. Thì như các bạn biết, để coi mình đóng bớt hết đi đi. Ok, thì một cái component đó, chúng ta sẽ dùng cái React component nha. Chứ mình, tức là class component, nó không có dùng cái function đó, nó hơi cùi, đúng không? Rồi thì đơn giản nó cũng có constructor, super, cái state đồ này nọ, ok. Đại khái như vậy đi ha. Mình chưa làm gì hết nhưng mà đại khái như vậy. Rồi xong rồi nó có cái render thì trong cái render đó mình có một cái button thôi, on click thì nó gọi cái function export Excel Pro ha. Thì cái Excel Pro này á, đây nè, là cái function này, ok. Cái này số 2 đi, cái này số 1 đó. Thôi cái này để số 1 đi, để sửa lại chút xíu. Rồi thì mình chỉ gọi cái function export to Excel thôi. Rồi bắt đầu mình sẽ in ra, không? In ra cái dữ liệu là coi như là mình coi làm sao. Đó, thì cái component nó chỉ là như vậy. Rồi bây giờ cái component này là component coi như là component con, không? Mình sẽ gọi lên cái thằng cha nó thì mình phải gọi thông qua cái props. Rồi cái mình gọi hai cái function, rồi khi mình định nghĩa hai cái function này. Ok, thì cái thằng parent của nó, là thằng cha của nó là my class nè. Thì cái button của nó là bữa trước là mình thấy trên nè, không? Mình đánh dấu bỏ nè, không? Rồi, mình sẽ thay thế bằng cái component mới của mình nè. Đúng không? Thì component mới của mình tên là export to Excel là bên đây nè, đúng không? Đó, rồi mình có cái get data với cái get footer, đại khái như vậy ha. Đại khái nó có hai cái function để mà cái thằng con nó gọi, đại khái như vậy thôi, ok. Rồi. Thì bây giờ mình đóng lại cái nút cũ, không? Rồi mình save. Khi mà mình chạy ngoài này mình sẽ thấy cái này nút mới, ok. Rồi, không? Thì khi mà nút mới rồi, ví dụ mình add tên rồi này nọ vô rồi ha. Rồi, bây giờ nếu mà mình bấm export nè, xóa hết này, mình bấm export nha. Export. Đó, thì nó sẽ gọi được my export data. Đây, cái Excel này ha. Tức là export to Excel. Đó, tức là sao? Tức là trong cái function này nè, nó sẽ kêu parent nó, hey, đưa cái data đi, rồi đưa cái footer đi. Ở đại khái mình chưa gọi footer cũng được, thôi mình nói footer đi. Thì cái data này nó đưa cái bảng này nè, không? Đưa cái bảng này với lại cái footer, ví dụ như footer mình nó có tổng cái tiền lương của mọi người đi, không? Cái tiền lương này thì bây giờ mình cho cái số là ngẫu nhiên, không? Đại khái cho nó tùm lum để cho nó thấy nó có tính toán vậy mà, ok. Rồi, thì mình gọi get data đó thì làm sao mình lấy được ba hàng nè, đó các bạn thấy không? Đó, nó trả về ba hàng này, thấy không? Đó, có tên, họ, rồi lớp, lương, rồi này nọ, ok. Hai hàng, ba hàng. Rồi cái footer đó là gì? Thí dụ như mình có một cột, hai cột, ba cột, bốn cột, năm cột, sáu cột. Mình bỏ cái hình với lại cái action ra, không? Rồi từ từ cái hình này tính sao. Nhưng mà ở dưới cái cột cuối cùng á, giả bộ, như mình nói, data của tao là một cái total, giống như là mình tổng kết á. Rồi xong rồi cái cột cuối cùng là tiền lương. Đó, tiền lương của cái cột lương đó, ok. Giờ để fix cái này cho nó có hai số luôn nha. Rồi thì mình vô trong cái get
get data với lại get footer, không? Thì đây mình viết hai cái function đó nè, get data nè, ha. Thì get data này á, nó sẽ làm giống như là giống như là render vậy đó. Thì mấy hôm trước là có làm mấy cái video kia rồi, nhưng mà đại khái ý tưởng á, là bởi vì cái lớp nó học sinh rất là nhiều, thì mình phải coi, mình phải lọc ra là cái lớp của mình đang có thôi. Ok, đại khái nhìn đây nè, mình có 2-3 lớp nè, thấy không? Mình chỉ lọc ra cái lớp mà đang hiện tại thôi, tức là đang chọn đó. Ok rồi, thì ý tưởng là cái data là như vậy, là ngay chỗ này, không? Mình copy lại ngay cái chỗ number học sinh, rồi mình filter thằng nào mà bằng cái lớp mình đang chọn, không? Rồi xong mình dùng cái kỹ thuật map thì mấy video trước cũng đã nói luôn rồi, sẽ dùng rất là nhiều ở trong những cái JavaScript mới. Rồi cái mình, bởi vì cái cột của nó mình có 7-8 cột, nhiều cột lắm, nhưng mà mình muốn return 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái cột này thôi, mình muốn 6 cái cột này thôi, mình muốn cái gì khác, không? Rồi bây giờ ví dụ ngay chỗ này, ngay chỗ này có thể chúng ta đổi thành to fix đi. Đó, ví dụ như hai số đi, không? Khi mà đổi thành hai số rồi, mình đổi thành cái con số lại, ok? Rồi thì bây giờ đó mình cũng copy cái này đi. Rồi xong rồi get footer đó, thì giống như cái này mình làm xong rồi cái mình in ra my export data, coi giống như là get data nè, mình in ra chắc chắn rồi nó giống trước cái đã, rồi cái data mình chuẩn bị trước cái đã, ok? Rồi mình xong mình trả về. Rồi tương tự với cái get footer cũng vậy, get footer nè, rồi mình cũng in ra cái lớp đã chọn, cái học sinh. Rồi bây giờ mình cũng làm tương tự, không? Giống hệt luôn, không? Đó. Đó. Mất công chút xíu nhưng mà kể giống như cái này là bước đầu thôi. Mới mốt mình chỉnh sửa cho nó hay hơn, không? Nhưng mà cái ý tưởng cuối cùng là mình giả bộ mình tính cái income nè, không? Mình có thể dùng cái kỹ thuật khác, nhưng mà cái cột nè, mình đi từng cái cột, không? Mình đi từng cái cột, rồi cái bắt đầu bắt đầu mình cộng cộng cái income lại cho nó ra cái total, không? Đại khái như vậy, không? Rồi cái lương mình cũng đổi lại nó thành hai số phân thôi, mình nói thí dụ như vậy, ok? Rồi tương tự cái, rồi xong rồi chúng ta sẽ tạo một cái mảng, thí dụ như có 5 cột thì tạo ra 5 cột, 6 cột tạo ra 6 cột, đó đại khái ý tưởng này, chỗ này là như vậy. Rồi xong cái cột đầu tiên mình lấy cái chữ total, là cái cột cuối cùng thì mình đưa cái giá trị vô, không? Đưa giá trị vô, ok? Rồi cái mình in ra coi nó có đúng như ý mình muốn không cái đã. Đó thì mình phải làm từng bước như vậy. Đó, ví dụ như mình có 3 người, mình export thì các bạn thấy khi mà export ra get data nó sẽ trả về 3 người, đúng không? Đó thì cái function mà get export to Excel này nó lấy được kết quả của 3 người và nó lấy được cái footer là total, cái tổng cộng là 300+ nè, ha. Đó. Ví dụ mình bỏ hết thì mình làm lại, ha. Ví dụ mình refresh giả bộ đi. Rồi mình chọn lớp đi. Ví dụ một người, hai người đi. Đó, mình export. Thì ngay chỗ cái khi mình export thì nó lấy được ok có 2 người, các bạn thấy không? Rồi cái total của nó là nhiều, ví dụ như 700 trừ 400 còn 300, đại khái ý tưởng là cái hàng cuối cùng đó, là mình gọi là footer đó, là như vậy. Rồi coi như là cái chương trình của mình đó là nó đã giống như là đã chuẩn bị sẵn sàng dữ liệu rồi. Ok. Thì bây giờ đó giống như cái class cũ là chúng ta dùng tức là bữa trước á chúng ta dùng cái kiểu mà Excel SX này, không? Đó. Tức là cái sheet JS, không? Thì như mình nói đó, cái đó là commercial đóng tiền, thí dụ đóng tiền mà còn phải học này nọ nữa. Nhưng mà cái này, còn cái mới này free thì chúng ta nó sẽ cài cái này. Khi mình thấy cái này là mình NPM e-store Excel JS đó, không? Thì cái bạn học nó giống nhau hết trơn. Rồi mình sẽ cài thêm cái này nữa, mình thấy cái này nữa thì mình cũng cài NPM e-store file server đó, khá như vậy, ok? Hai cái món đó. Rồi
Rồi xong rồi chúng ta sẽ copy ba cái function từ cái JavaScript như mình nói là cái video phía trước đó, coi trong phần chú thích có link cái video đó, cũng có hướng dẫn rất là tường tận trong mỗi cái function mình viết cái gì nghe. Rồi đại khái cái function đầu tiên mình sẽ có my data, rồi cái này đó. À, rồi bây giờ đó chỗ export Excel nè, khi mà mình nhấn cái nút OK đó, bây giờ nó gọi cái function này là được. Ok rồi. À, rồi thì cái function này á, nó gọi ở phía dưới nè, my data thì mình tính rồi nè, footer mình có rồi nè, width với lại report. À, report tức là mình nói ví dụ như báo cáo hàng tháng. À, như vậy thì mình không cần phải dùng cái state này nữa. À, state này giống như là mình để tương lai mình muốn làm gì đó mình làm. Ok rồi, nhưng mà cái width này mình cần. À, mình không cần cũng được, thì cái cột, mỗi cái cột của nó sẽ giống như là nó không có được bự ra, nó bị nhỏ đó. Ok, mình đóng nó đi, mình không cần dùng cái step. À, mình đóng gì nó vàng tùm lum hết trơn. Ok, cái này không cần xài nha. Nói chung là cái này các bạn không cần xài. Đóng lại gì đi, đó, nó báo vàng. Ok rồi, cái my header của chúng ta đó, bây giờ đó mình ở đâu mà khó, ví dụ như mình nói constant my header nè, không bằng, bây giờ nó bằng cũng một bằng cái mảng bảng mà mình thấy giống như là tên họ đồ này nọ đó. Ok thì bây giờ mình lấy cái dữ liệu mình giả bộ đi, giả bộ cho cái gì đó đi, không mình chuẩn bị dữ liệu thì mình đừng có gọi cái này. Ok đó, mình giả bộ như đi, coi nó in ra cái my data nó là gì để mình coi lại. Ok rồi, my data ngay chỗ này. À, ok thì bây giờ ngay cái giống như cái hàng thứ nhất thì mình có họ tên rồi tùm lum này đúng không, đó. Ok rồi, bây giờ chúng ta thử muốn lấy cái hàng thứ nhất thì lấy my data nè, hàng thứ nhất giả bộ, coi như mình giả bộ nó có dữ liệu nha các bạn. Ok rồi chúng ta sẽ gọi là object.keys đó, ngay cái hàng thứ nhất đó, rồi mình in ra thử cái my header coi nó làm sao cái đã. À, mình làm phải từng bước như vậy, mình làm từng bước thì nó không có bị hư. In ra đó, đây các bạn thấy không, ra lớp tên họ phone ở này nọ. Ô gì nó ngược. À, ok à, nó là chữ lớp trước. Ô, 1 2 3 4 5 6, mình có lớp nữa. À, coi cái dữ liệu của chúng ta này. À, có lớp nữa. Ok rồi, thì nó cứ theo cái giống như là nếu mà cái cột của nó méo thì mình chỉnh lại cho nó đúng, nhưng mà đại khái mình muốn lấy những cái header thì mình sẽ làm cái kỹ thuật đó, cái kỹ thuật này. À, nó gọi là object cái key đó, bởi vì các bạn không biết thì bắt đầu mình học nè. Ví dụ như một cái object thì nó có cái key là bên tay trái nè, bên tay phải là giá trị đó, thì chúng ta lấy cái key tức là ok. Rồi bây giờ thí dụ như mình nói cái này đi, mình làm cái này đi, mình nói nếu đi, nếu my data chấm len đó 123 bằng 0, không thí dụ như mình nói nếu mà cái này không có luôn, cái này không có tức là my data tới giờ chưa có dữ liệu, và đại khái mình muốn vậy. À, mình muốn vậy thì mình return thôi. Đại khái mình in ra cái gì đó cũng được, không? Nhưng mà ý tưởng nó là ok, mình không làm gì hết. Rồi khi mà nó đã xuống được tới đây, tức là nó có dữ liệu thì cái này nó không bị hư. Ok. Rồi sau khi xong rồi cái bắt đầu mình mở nó ra, rồi mình chạy lại. Ok. Rồi cái mình cầu nguyện coi nó được không. À, ok. Bây giờ ví dụ như cái bộ mình thêm 5 người đi. À, 5 người ha. Rồi bây giờ mình nhấn cái này, vừa nhấn vừa cầu nguyện. Ok, giờ nó in ra, ó nó cũng add row rồi tùm lum, coi như là đúng rồi. Thì hai cái function này là mình đã viết ở trong cái JavaScript, mà ở bên cái video JavaScript, coi trong cái phần chú thích nó có cái video đó thì phải coi để giải thích ở trong nó là gì. Ok, thì chúng ta có cái Excel rồi, nhưng mà không biết có được hay không, nhưng mà bước đầu nó cũng chạy được. À, rồi mình bấm nó là mình coi. Ok, tốt quá, mình có cũng có lớp bên trái nè, có tên nè, họ nè, phone nè, DOB lương đó, thấy không? Là các bạn cái tiền lương đó thì mình thấy đó, các bạn thấy là ví dụ như mà nó có cái chữ đô la ở trong nè, thấy không? Đó nè, nó có đô la nè,
rồi nó nếu mà dấu trừ thì nó có màu đỏ nè, không đỏ, rồi xong rồi các bạn thấy không, format là cái dòng đầu tiên là cái report là bản báo cáo của mình, nó sẽ merge hết các cell lại nè, không rồi phía dưới nó có bao nhiêu cột á. Cái header của nó có màu đỏ là khái mình muốn gì đó. Có 5 người ha, rồi xong cái total à, ok à, rồi bây giờ ví dụ có 5 người, bây giờ ví dụ như mình thêm 10 người đi, 9 người, 10 người, mình nói thí dụ như vậy à, rồi bấm export, ok nó cũng chạy được luôn. Rồi mình mở lên mình coi coi, ok à. Rồi, bây giờ đó có từ 3 tới 12 là giờ 10 người, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, đại khái như vậy. Khi mà nó có dấu trừ thì ra màu đỏ. Thì cái đó là mình định dạng ở trong Excel. Okay? Mình có muốn chữ bự, chữ nhỏ. Mỗi cái hàng giống như có cái chiều cao, cao nhỏ, cao thấp. Rồi cái chữ phông chữ là phông tiếng, từ ví dụ như tiếng nước ngoài hay tiếng gì cũng được. Okay? Cái tên cũng vậy, có thể tiếng Việt rồi cũng được. Nói chung là các bạn thấy không? Đó. Rồi xong rồi format, tại cái ngày này mình chưa có làm định dạng, mình chỉ có định dạng cái tiền lương là cái số thôi. Thì những cái ngày tháng nó cũng tương tự thôi. Ok, rồi thì cái video này chưa có hướng dẫn để mà xuất ra những cái hình. Nhưng mà đây là giống như cái bước đầu để các bạn dùng cái component là Excel.js để mà viết, để xuất ra cái dữ liệu mà nó dạng đẹp đẽ mà báo cáo cho ông sếp và thấy có màu mè là người ta khoái. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video kế. Bye bye.